Từ ngày 2 tháng 9, ngay sau khi phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại khu dân cư. Đến nay, tuy tình hình dịch COVID-19 tại thôn Cẩm Nam nói riêng và xã Hòa Châu đã cơ bản được kiểm soát, nhưng ban điều hành tại các khu dân cư vẫn quán triệt người dân không được phép chủ quan, lơ là. Để kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, xã Hòa Châu đã thiết lập các chốt cứng tại các tuyến đường chính ra vào khu vực có F0. Cùng với lực lượng chức năng, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng vừa thay phiên trực chốt, vừa tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định, ai ở đâu thì ở đó. Thứ nhất là tuyên truyền vận động người dân đi xét nghiệm COVID đầy đủ và thực hiện luôn luôn là thực hiện cái 5K để người dân là yên tâm ở trong nhà, ai ở đâu ở đó. Thì tổ COVID cộng đồng của chúng tôi đã thực hiện là y tế tại nhà, lương thực tại nhà và nhu yếu phẩm đầy đủ. Với hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại 6 block chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ, việc đảm bảo không để dịch xâm nhập vào khu chung cư cũng là nhiệm vụ được xã Hòa Châu đặt lên hàng đầu. 5 tuyến đường chính vào khu chung cư đã được lập các chốt cứng, đồng thời bố trí một chốt mềm có lực lượng túc trực. Các nhà trưởng tại các block chung cư được giao nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Thông bố rồi mọi người dân ở nơi được chấp hành không ở ra được ra đường. Tôi đã dán những cái thông bố hơi đào cầu thang để cho bà con khi xuống, tức là tối là thông bố cái giờ dắt đi đổ rác, họ xuống họ thái đó, tức là họ biết. Bên cạnh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, việc cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân cũng được địa phương quan tâm. Phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban điều hành, trong đó là có là ban tiếp ứng lương thực thực phẩm, rồi và còn một ban nữa là một ban là chuyên là phục vụ là vận chuyển hàng đến cho người dân, và một cái ban nữa là các đồng chí là tổ trưởng, nhà trưởng là nhận tiếp quản cái danh sách mà người dân đặt hàng, và người tổ trưởng đó phải có nhiệm vụ giao lại cho ban tiếp quản của lương thực thực phẩm, và ban tiếp quản lương thực phẩm sẽ có trách nhiệm nhận hàng từ đó đem về tập trung tại một nhà điểm nhà là nhà hộp thôn, rồi sau đó chúng tôi sẽ phân phát cho từng hộ, đem tới cho từng hộ dân. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang vừa tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tùy theo cấp độ nguy cơ, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội để người dân yên tâm chống dịch.